Xin chào các bạn đã trở lại với phần 2 của âm thanh nhà thờ giáo xứ Thọ Ninh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Đây là phía quê sân và chúng ta sẽ vào để cùng tham quan nhà thờ. Bên phía trong nhà thờ giáo xứ Thọ Ninh rất là gọn gàng, sạch sẽ, được cha xứ Đa Minh và bà con chăm chút. Ở đây chúng tôi lắp hệ thống loa Bose MA12 màu trắng, mỗi loa cao 1 mét, nặng 10 cân, công suất liên tục là 300W cho một loa. Đây các bạn xem sẽ thấy mỗi bên là chúng tôi lắp là 3 loa, quay xuống cho dưới cộng đoàn. Đây, mỗi loa đều những chiếc loa rất là nhỏ nhắn, xinh xắn, nép mình bên góc các cái cột cho nên trông rất là đảm bảo về mỹ quan. Và một loa quay lên trên làm loa kiểm âm trên gian cung thánh cho cha chủ lễ. Đây là cha Đa Minh, là một người đã sử dụng âm thanh nhà thờ rất là nhiều năm, thậm chí tuổi nghề sử dụng của ngài còn nhiều hơn tuổi của kỹ thuật chính bên Shomai Audio. Cho nên trong quá trình lắp đặt, test đồ và nghiệm thu cũng như hướng dẫn sử dụng, Shomai Audio gặp rất là nhiều thuận lợi. Khi bà trao đổi đến đâu, hướng dẫn đến đâu thì ngài đều am tường sâu sắc và rất là dễ dàng khi mà vận hành hệ thống. Để chúng ta xem trong nhà thờ là có 3 vị đầu mục đã chịu tử vì đạo, được an táng bên sát gian cung thánh của nhà thờ giáo xứ Thọ Ninh. Bên phía trên bàn thờ là hài cốt của một thánh tử đạo đã được tấn phong năm 1988 trong danh sách 117 vị thánh tử đạo tại Việt Nam. Sau khi mà lắp đặt và thay xong thì Shomai đã tiến hành test thử âm, thử micro lần cuối cùng để bàn giao và chuyển giao lại cho cha cũng như trong giáo xứ. Hệ thống âm thanh đã chứng minh được cái giá trị và đẳng cấp của nó trong suốt thời gian qua. Rất là mong Shomai sẽ được gắn bó và được đồng hành cùng giáo xứ Thọ Ninh trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn.